Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người chơi tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Xin chào quý vị và khán giả. Xin chào MC Đinh Tiến Dũng. Cháu tên là Thị Đỗ Linh, đến từ Bắc Giang. Cháu tham gia chương trình với mong muốn được tiếp thu kiến thức và học hỏi nhiều kinh nghiệm. Cháu xin cảm ơn. Sau đây mình sẽ thông qua với bạn một lượt chơi của chương trình. Chương trình của chúng ta có tất cả 15 câu hỏi. Trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10 và 15. Bạn sẽ có 3 quyền trợ giúp, đó là 50-50. Qua điện thoại cho người thân hỏi đồng hành với bạn. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Cháu đã sẵn sàng. Thưa quý vị, người chơi của chúng tôi đã sẵn sàng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên: thành ngữ nào là cách nói ví von miêu tả vẻ đẹp của người phụ nữ? Chim sa cá lặn, chó treo mèo đậy, rồng bay phượng múa, hay là cốc mò cò sơi? Thành ngữ nói ví von miêu tả vẻ đẹp của người phụ nữ là chim sa cá lặn. Câu trả lời cuối cùng của cháu là chim sa cá lặn. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Những từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ ông nói gà, bà ba chấm? Nói lắp, nói phép, nói vịt, hay là nói nhịn? Từ thành ngữ còn thiếu trong câu thành ngữ ông nói gà, bà nói ba chấm là ông nói gà, bà nói vịt. Câu trả lời cuối cùng cháu là C, nói vịt. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Hạt nào hai chấm cũng gọi là hạt, không cầm được đâu, làm nên ao sâu, làm nên hồ rộng? Hạt vừng, hạt thóc, hạt tiêu, hay là hạt mưa? Cũng gọi là hạt, không cầm được đâu, làm nên ao sâu, làm nên hồ rộng, là hạt mưa. Câu trả lời cuối cùng của cháu là D, hạt mưa. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 4. Trong một bài hát thiếu nhi của nhạc sĩ Hà Hải, loài vật nào ngoi lên, lặn xuống, múa tung tăng? Lợn, ếch, mèo, hay là cá vàng? Trong một bài hát thiếu nhi của thạc sĩ Hà Hải, loài vật ngoi lên lặn xuống múa tung tăng là cá vàng. Câu trả lời cuối cùng của cháu là D, cá vàng. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 5. Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ ba chấm thưa che mắt thánh? Rèm, vải, mành, hay là màng? Cháu đã từng nghe câu thành ngữ này, vải thưa che mắt thánh. Câu trả lời cuối cùng của cháu là B, vải. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Bạn đã vượt qua câu số 5. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 2 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 6, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 3 triệu đồng. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Bạn sẵn sàng đến với câu số 6 chưa? Cháu đã sẵn sàng. Xin mời câu hỏi số 6. Đứng ở nơi nào sau đây du khách có thể ngắm nhìn mặt trời mọc ở biển Đông và lặn ở biển phía Tây? Đảo Lý Sơn, Vịnh Hạ Long, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, hay là đèo Hải Vân? Theo cháu được biết thì Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau có thể ngắm nhìn mặt trời mọc ở biển Đông và lặn ở biển phía Tây. Câu trả lời cuối cùng của cháu là C, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau. Phương án C. Liệu may mắn còn tiếp tục mỉm cười không? Phương án trả lời chính xác sẽ có sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Phương án C là đáp án cuối cùng của bạn. Riêng với câu này thì câu trả lời phương án C hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 7. Từ
tỉnh thành nào có đường bờ biển ngắn nhất nước ta? Ninh Thuận, Khánh Hòa, Ninh Bình hay là Quảng Ninh? Theo cháu biết thì đường bờ biển, tỉnh thành có đường bờ biển ngắn nhất nước ta là Ninh Bình. Câu trả lời cuối cùng của cháu là C, Ninh Bình. Phương án C. Và đáp án đúng của câu này và C là một phương án chính xác, thì chúc mừng bạn. Vâng, đúng là ít khi anh em mình nghe nói đến bãi biển Ninh Bình. À, Ninh Bình là có khoảng 15 km bờ biển. Xin mời câu hỏi số 8. Tại Việt Nam, hiện nay một nhiệm kỳ của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp kéo dài bao lâu? 2 năm, 3 năm, 4 năm hay là 5 năm? Xin mời bạn. Tại Việt Nam, hiện nay một nhiệm kỳ của Quốc hội các cấp kéo dài 5 năm. Câu trả lời cuối cùng của cháu là D, 5 năm. Phương án D. Và đáp án đúng của câu này chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 9. Các môn rowing, canoeing của SEA Games 31 dự kiến được tổ chức ở tỉnh thành nào của nước ta? Khánh Hòa, Hải Phòng, Đà Nẵng hay là Hà Nội? Câu này cháu chưa có dữ liệu, cháu xin sử dụng quyền trợ giúp hỏi nhà thông thái. Hỏi ý kiến nhà thông thái. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng các nhà thông thái ạ. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án B. Em xin trợ giúp cho người chơi trả lời câu hỏi, đó là phương án B ạ. Xin cảm ơn. Cháu nghe theo hai nhà thông thái. Câu trả lời cuối cùng của cháu là B, Hải Phòng. Phương án B. Và đây là một đáp án B, hoàn toàn đúng. Xin mời câu hỏi số 10. Ngày kỷ niệm Hiến chương Liên Hợp Quốc là ngày nào hàng năm? Ngày mùng 2 tháng 9, ngày 24 tháng 10, ngày mùng 10 tháng 8 hay là ngày 20 tháng 12? Xin mời bạn. Câu hỏi này là một câu hỏi khó, cháu xin sử dụng quyền trợ giúp của điện thoại cho người thân. Gọi điện thoại cho người thân. Rồi, chúng ta đã có tín hiệu. Và mình xin được chọn phương án B ạ. Cháu xin cảm ơn. Cháu nghe theo người thân của mình. Ngày kỷ niệm Hiến chương Liên Hợp Quốc là ngày 24 tháng 10 hàng năm. Câu trả lời cuối cùng của cháu là B, ngày 24 tháng 10. Câu B là đáp án cuối cùng của bạn. Và đáp án đúng của câu này chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Bạn đã vượt qua câu số 10, phần thưởng của bạn bây giờ đang là 22 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 11, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 30 triệu đồng. Bạn sẵn sàng đến với câu 11 chưa? Chào lâu lắm tôi mới được ký xét.
Xin cảm ơn. Xin mời câu số 11. Động đất được cho là nguyên nhân gây phá hủy kỳ quan thế giới cổ đại nào sau đây? Tượng thần Zeus ở Olympia, tượng thần mặt trời ở Rhodes, đại kim tự tháp Giza, hay là đền thờ Artemis ở Ephesus? Câu này cháu chưa có dữ liệu, cháu xin sử dụng quyền trợ giúp gọi bạn đồng hành. Người đồng hành với bạn. Trợ giúp cho người chơi của chúng tôi, mời bạn. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án B. Tôi cảm ơn bạn. Cháu tin tưởng người bạn đồng hành của mình. Câu trả lời cuối cùng của cháu là B, được mặt trời ở... Câu B là đáp án cuối cùng của bạn. Và đây là một đáp án chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Tượng thần mặt trời ở Rhodes, bức tượng cao 32m phỏng theo thần mặt trời Helios, chỉ tồn tại 6 thập kỷ trước khi bị đổ bởi một trận động đất mạnh. Bạn muốn có một tấm séc của tôi và bạn đã hiện thực hóa được việc đấy. Xin mời câu hỏi số 12. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên về điệp viên 007 James Bond của nhà văn Ian Fleming có tên là gì? Casino Royale, From Russia with Love, Diamonds Are Forever và Dr. No. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên về điệp viên 007 James Bond của nhà văn Fleming có tên là gì? Cháu đã từng xem phim này nhưng cháu chưa chắc chắn lắm, cháu xin sử dụng quyền trợ giúp 50-50. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác ạ. Cháu đang nghiêng về phương án A, nên câu trả lời cuối cùng của cháu là A, Casino. A là đáp án cuối cùng của bạn. Có lẽ là bản thân tôi muốn được nghỉ một chút, chúng ta nghỉ một ít phút. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Phương án A. Và đáp án đúng của câu này hoàn toàn chính xác. Bạn muốn có một tấm séc của tôi và bạn đã hiện thực hóa được việc đấy. Xin cảm ơn. Xin mời câu hỏi số 13. Trống nêm là nhạc cụ độc đáo của dân tộc nào ở miền Bắc nước ta? Dao, Mông, Tày hay là Mường? Cháu đã từng nghe trống nêm là nhạc cụ của dân tộc Dao. Câu trả lời cuối cùng của cháu là A, Dao. A. Riêng với câu này thì câu trả lời A hoàn toàn chính xác. Bạn muốn có một tấm séc của tôi và bạn đã hiện thực hóa được việc đấy. Xin cảm ơn. Xin mời câu hỏi số 14. Bộ tem bưu chính được phát hành vào ngày 25 tháng 12 năm 2022 để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ nào? Văn Cao, Đỗ Nhuận, Phan Huỳnh Điều hay là Hoàng Vân? Xin mời bạn. Bộ tem bưu chính được phát hành vào ngày 25 tháng 12 năm 2022 để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của thạc sĩ nào? Câu này cháu không có dữ liệu, cháu xin phép dừng cuộc chơi. Một, bạn chơi với tôi đến cùng trong câu hỏi này. Hai,
bạn sẽ dừng cuộc chơi ở đây. Cháu xin phép dừng cuộc chơi. Dừng cuộc chơi ở đây. Nhưng nếu bây giờ bạn được lựa chọn, cái này là hoàn toàn là giả dụ thôi, bạn sẽ lựa chọn phương án nào? Cháu sẽ lựa chọn phương án A, Văn Cao. A. Và đáp án đúng của câu này đó là phương án B. Bộ tem kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Đỗ Nhuận 1922 và 2022 đã được Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát hành vào ngày 25 tháng 12, lấy ý tưởng từ bài hát Việt Nam quê hương tôi của ông, thể hiện hình ảnh làng quê quen thuộc của Việt Nam với núi, sông, lũy tre làng. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Và xin thay mặt chương trình, tôi sẽ gửi tặng bạn tấm séc của bạn. Cháu xin cảm ơn. Vâng, bạn là một trong những người chơi rất xuất sắc của chương trình Ai Là Triệu Phú. Rất cảm ơn bạn vì đến tham dự chương trình và có một phần thi hết sức xuất sắc. Và đây là phần thưởng rất xứng đáng với bạn.